Đỗ Phương Oanh là nữ diễn viên được nhiều khán giả yêu mến qua các bộ phim truyền hình Ngược Chiều Nước Mắt, Lạc Yên Dưới Vực Sâu, Cô Gái Nhà Người Ta, Quỳnh Búp Bê và mới nhất là bộ phim Hương Vị Tình Thân. Đặc biệt, tạo hình cô kỹ sư xây dựng phương nam của Phương Oanh trong Hương Vị Tình Thân thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Không chỉ về thời trang mà vóc dáng của nhân vật này cũng nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Kết thúc bộ phim, Phương Oanh đã có những chia sẻ về vai diễn này. Cô cho biết Phương Nam là người có tính cách phóng khoáng, không quá chú trọng về hình thức nên cô đã quyết tâm tăng cân để thể hiện đúng nhất bản chất của nhân vật. Phương Oanh tâm sự, từ cân nặng ban đầu là 50kg, tôi tăng thêm 8kg, có thời điểm gần 9kg khiến cân nặng có lúc chạm mốc 60kg. Cơ địa của tôi tăng cân là tăng vào mặt, ngực và mông, thế nên vòng eo của tôi tăng không quá nhiều đâu. Trước đây, eo của tôi thường ở mốc 58-59cm, khi lên phim, eo khoảng 63cm, thời điểm tròn, nhất là 64cm. Trên phim, mọi người thấy tôi trông như khúc giò, nhưng thực tế ở ngoài, ai gặp cũng tưởng tôi giảm cân nhiều lắm vì trông rất vừa vặn. Trước những ý kiến trái chiều về thân hình mũm mĩm của nhân vật Phương Nam, nữ diễn viên thổ lộ, gầy đúng là mặc tự động đẹp, nhưng không gầy cũng vẫn sẽ đẹp theo cách nhìn nhận của mỗi người nhỉ. Oanh muốn truyền tải thông điệp đó. Dù nam có núng nính tròn quay như khúc giò hay mặt phúng phính đầy nọc thì tâm nam sáng nên nam vẫn đẹp bất chấp và nhận được bao yêu thương cả trong phim lẫn khán giả ngoài đời. Sau khi Hương Vị Tình Thân đóng máy, Phương Oanh đang đặt mục tiêu để giảm cân, chỉ còn mức cân nặng 55-56kg. Cô là tín đồ của bộ môn gym nhiều năm nên thường xuyên tập các bài cardio cường độ nặng để đốt mỡ thừa nhanh chóng. Ngoài ra, cô còn tập một số bài cơ bản như plank, squat biến thể để sở hữu vòng hai con kiến và vòng ba chạm ngưỡng 100 xăng. Không chỉ thế, cô bật mí, cứ mỗi lần quay phim xong, cô sẽ đi khám tổng quát để đảm bảo sức khỏe ổn định vì cường độ làm việc dồn dập liên tục trong một thời gian dài. Từ đó, Phương Oanh sẽ xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp với cơ thể. Bên cạnh đó, nữ diễn viên hạn chế tối đa đồ ăn vặt, đón nhiều dầu mỡ để nhanh lấy lại vóc dáng. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé.